Đến tận nơi người con hạ cha ra đi mãi, đây là cái nơi mà con hạ cha của mình. Sự thật như thế nào gặp trực tiếp, người mẹ chia sẻ về nơi người con hạ ba tại chỗ này. Hai đứa em chồng nó ẩm lên là em thấy ổng quỵ xuống gì, ổng gục xuống gì là em thấy không có cứu được nữa. Đôi dép của ảnh đây ha. Dép ảnh. Không, tôi con ăn cơm rồi chân ơi. Tôi con ăn rồi. Rồi tôi con đi đắng quay xong mấy con đi chỗ khác nè. Đúng rồi. Từ được chưa? Rồi đi con. Đi theo mẹ rồi. Thì là hiện trường dấu ảnh mất rồi thôi. Ờ, coi bữa hổm là chị chạy mà chạy ở đây được, ở đây không kịp đó hả chị? Em chạy lại tới đây nè, tới ngay chỗ mấy người đứng đứng đó đó, rồi nó trong chạy ra, em tóp cái áo nó, xong em nó dãy ra, nó chạy, nó chạy trước em chạy sao, thì tí nữa em chạy tới đẳng, em chỉ cho, rồi tới đó là... Bây giờ là hai mẹ con dẫn lại cái chỗ mà nơi chồng mình đã mất nha mọi người. Đó, bây giờ là con gái nè, đó, con gái đi nè mọi người thấy không? Nó có biết gì đâu, nó hơ ngay thấy không? Đó, đây con gái đi trước nha mọi người. Đi từ đợi mẹ kìa con. Đợi mẹ kìa. Đó, đây là cái đường nhỏ này nha mọi người. Hồi tối em chạy tới đây là em nghe trong nhà la dậy lên hết trơn rồi đó. Tới chân này đi ha. Là em chạy tới đây là em thấy trong nhà này la dậy hết. Em chạy không kịp tại vì nó con trai nó chạy nhanh. Con trai thì nó ốm nó cao thì nó chạy nhanh hơn chị rồi. Nhanh. Là em vô tới đây là nó dùng dao ra đây rồi nè. Đây là dép anh còn y hiện trường nè. Rồi dép còn luôn ha. Dép anh đây nè, tới lúc nào là ngồi ảnh ngồi đây nè, anh ngồi gì nè, quay vô đây ăn uống em thì ngồi đây ăn. Rồi xong nó hai cái giỏng hai anh em đó đó. Rồi quýnh nó thì cái lúc gì con? Xe còn luôn ha. Chắc này nói chuyện được rồi nè. Mới ăn được chén cơm. Mới ăn được cơm rồi ha. Tội nghiệp. Cứ hôm giờ khóc không mà. Có cô chú nào điện đó, có hỏi thăm nó thì có nói chuyện đó, chị cho nói chuyện. Dạ. Cho người ta hương. Tội nghiệp không? Giờ nói chung là xa cha rồi. Nó là ảnh ngồi xây mặt vô vậy nè, ảnh ngồi góc này, em ngồi đây nữa. Nó giống thì hồi tối hơi xích lại đây một xíu. Dạ. Là cái giỏng ai ngồi? Là con bé này nó ngồi trước, nó nằm xe đầu ha. Đây nó nằm xe đầu đó, nó thấy luôn hả? Không, nó nằm xe đầu đó, thằng anh nó xe đầu đây, con nằm giống tối rồi. Cũng như là nằm nằm giỡn mà ha. Anh giỡn mà đó, nó nằm đây, cái thằng anh nó lỡ leo lên đây nằm cũng như cái, ngay cái giò là cái mặt nó la mà cũng như nó... trúng cái mặt cái ha. La cũng như hai anh em giỡn cái gì. Con này không chịu, nó dãy dãy nó dãy dãy nó rớt xuống đây nè. Rồi cha nó thấy vậy cho nó la nó. Nó nói là tự nó té chứ con có làm đâu. Ổng nói chung ổng cũng quăng cái dép lờ rồi nó trả lời rồi ổng lờ ổng tắt mấy bạt tay. Ổng nói mày hôm nay là tao coi không được, tao không nói thì mày đừng có làm tớ. Tự nhiên ổng la không được, ổng không thèm nói nó nữa. Rồi đi đôi dép này nữa mình đem cái mộ cho anh đó. Dạ. Dép nè, nữa mình đem cái mộ. Rồi em lỡ em đứng đây em cũng tát nó bật tay, em nói mày làm gì vậy cha mày, mày mất dạy hả, mày muốn quýnh cha mày hay gì, là em tát nó bật tay là nó ra chạy xe đạp điện về đằng nhà đó. Vậy là chạy xe đạp điện không mày ha? Chạy xe đạp điện rồi em mới đi bộ, em đậu nón bảo hiểm lên nên cho nó chở ra ngoài quán. Mà lỡ đẳng là em thấy gái nè, giờ bà ba ở đâu nói con? Cha con đâu? Dạ con nhớ rồi chưa? Nói đàng hoàng nè. Cha con đâu? Cha con sống mà là cha con mất.
mắc rồi ha. Rồi con ở với ai? Ở với mẹ ha. Khóc nữa rồi. Hỏi tới là không. Rồi anh con làm gì đó rồi con có ghét anh con không? Không biết, tao thương anh hai nó lắm. Thương nó không nhà biết con thương anh hai con lắm hả? Rồi anh hai có thương con không? Anh hai không có thương con hả? Anh hai không thương con thì sao con thương anh hai? Tội không? Nó mua đồ ăn là nó mua lúc nào cũng giữ cho hoàng hết trơn. Mua cho anh hai ăn ha? Mua cho anh hai hết trơn. Gì cũng anh hai hết trơn á mà. Cưng dữ vậy. Anh hai nó cũng thương mà kiểu như là thương chọc ghẹo em đó. Thương kiểu chọc ghẹo á. Chứ đúng không phải như... là thương đến mình ghét. Thương chọc ghẹo á. Kiểu em gái mình thấy thương rồi mình chọc ghẹo. Thương chọc ghẹo. Cưng á. Nó nhõng nhẽo chơi với mình vậy đó. Ừ. Mà bà này nhõng nhẽo ông kia ông phải chọc tới. Cha nó đâm cho cha nó bực. Như cha nó bực bội. Đúng rồi. Cha nó mà nghe con khóc thì cha nó bực bội à. Nhớ anh hai không con? Không hả? Nhớ, à, nhớ ba sao, không? Sao con không nhớ anh hai? Anh hai sao không nhớ? Con không nhớ sao, nè. Sao lý do sao con không nhớ anh hai hả con? Nhớ. Sao nhớ. Con không nhớ anh hai? Sao con không nhớ anh hai? Con thương anh hai lắm mà. Nói cho mẹ biết coi. Con nhớ anh hai không? Sao con không nhớ anh hai? Hả? Chứ con nhớ ai? Chà, tội quá. Cũng như là nó suy nghĩ nó biết được rồi đó chị. Nó biết anh hai nó làm như vậy đó. 8 tuổi rồi. Nó buồn. Thôi cố gắng hỏi đi con. Giờ hỏi nó là nó khóc, hỏi tới là nó khóc. Nó cảm nhận được. Nó cảm nhận nó biết á. Nói chung chuyện nó xảy ra rồi. Bây giờ nói chung con gắng cố gắng đi con. Chứ mình đừng có khóc hoài. Gắng cố gắng học lên nữa, lớn nuôi mẹ nghe. Nghe không? Con gắng dạ, học lên đi. Dạ, con gật đầu không vậy? Dạ, con mở với suối vàng cũng vui cười nữa, thấy con học giỏi. Nãy con ăn cơm ngon không? Ngon ha. Khóc nữa. Chuyện qua cha ngồi đâu lại chỉ chút con ơi. Cha ngồi chỗ đâu, nào ngồi sao? Con ngồi rồi. Diễn tả lại cha ngồi. Cha ngồi sao đâu? Cha ngồi sao đâu con? Ngồi chỗ nào? Nói qua, nói bên kia rồi cha ngồi xích bển đó, xích bên cô Tư mà. Khóc nữa rồi. Nó thấy hết luôn rồi. Nó thấy, nó biết rồi. Tại vì nó nằm ở đó mà nó thấy. Vậy là nó thấy rồi. Thì cha nằm kế cha nó nữa mà. Rồi, thấy anh nó đã gà tay với cha nó, nhìn nó thấy hết rồi. Nó khóc dữ lắm rồi, tôi nó khóc dữ lắm. Khóc là tội nghiệp quá. Nhà ông nội cũng không có gì cho ha. Không lỏng. Cái này mướn, cô nó mướn. Mướn hả? Mướn chưa được 1 tháng nữa. Thằng ơi. Chưa được 1 tháng đó rồi cô nó mướn cô nó ở ông nội ra để đưa cho cháu đi học. Dặn đây nè, trường học sát đây nè. Thì mướn ở ha, bán đồ ăn. Mướn ở. Ở hai chồng mướn ha. Mướn ở là đi đưa con đi học gần ở đây. Dạ. Ông nội ra đây là ông ngoại ra đây mà đưa cháu đi học vậy đó. Đó. Thì ba của đứa bé ngồi ghen như chân của đó đó nghe mọi người. Nó này con bé vô nó ngồi chen lại vậy đó. Đó. Bé lúc đó hiền nằm giỏng. Nói ông quỳ chỗ này là thấy rồi. Lúc đầu ông đứng lên nó từ rồi sao hai thấy ông tuột xuống luôn á. Là ông mất hồn luôn rồi đó. Lúc đó ông nhìn là cũng như là giáo giác rồi, không biết gì. Ông không biết chuyện gì xảy ra. Giống như là ông không biết chuyện gì xảy ra, ông đỡ không được. Không biết. Lúc đó là chưa biết đau không chừng. Không cảm giác đau lúc đó. Đi ra đó rồi đứng còn giờ qua giờ lại đang ngồi nói chuyện kiểu như bất ngờ quá. Như bình thường mình đâu có nghĩ tới mà cái chuyện này nó xảy ra. Là nghĩ là nó về thẳng thôi, nó không có bao giờ mở quay lại đâu. Không ngờ nó quay lại nó làm gì. Lúc đó mình có chở đi bệnh viện được không chị? Ảnh hả? Ờ. Có chở ra trạm xá, nhờ trạm xá kêu xe cấp cứu mà được hay không thôi. Cho biết là anh đã tắt thở rồi. Cũng như còn ấy thì mình chở đi ha. Như còn nước còn tát. Cũng như mấy em mới tắt thở, bơm oxy á, mình ra coi có cứu được không. Đó thì cái nhà này cũng nhà mướn nha mọi người. Đó thì mới mướn đây mà xảy ra cái vụ việc đau lòng vậy ha. Đó giờ còn hai mẹ con nè. Bây giờ chị đọc cái số điện thoại lần nữa đi để cho người ta coi nhiều đó thì người ta biết. Nè, con đọc số điện thoại đi con. Đọc lên lắm mà. Chị đọc đi, giờ nó không có ấy đâu. 0372 740 957. Là tên chị tên gì? Tên Dương Thị Thùy Trang.
Dương Thị Hiệt Trang là vợ của anh Dũng, người mất bỏ là hai mẹ con này nha mọi người. Đó, người anh thì đã bị bắt rồi. Nếu mà có ai hương á thì cứ là điện thoại trực tiếp cho chị, chỉ giúp đỡ thì chỉ cho số tài khoản rồi gửi vô cho đứa bé để mà cho đứa bé ăn học. Đó, thì từ giờ cũng có anh kia ảnh điện ảnh nó gửi cho chị đó. Chị Trang đọc lại số điện thoại một lần nữa cho quý cô chú anh chị mình được rõ được. Chị Trang đọc chậm cho chị Trang. 0372 740 957. Đó, thì chị đọc số điện thoại rồi đó ha mọi người. Đó, mọi người nghe kỹ trong clip rồi có cần gì thì liên lạc với gia đình ha, để có giúp đỡ thì được cho đứa bé đó, thì cứ liên lạc để gia đình nghe điện thoại. Đó, thì còn cái chỗ nơi đây á, thì là nơi cũng là đau lòng nhất của hai mẹ con. Đó là ngay chăn chỗ nhà mướn luôn. Nhà này nhà mướn mới mướn có mấy tháng nha mọi người. Chưa được tháng nữa hả? Chưa được tháng. Mướn tháng này nhiêu? Tháng 1,3 ha. Điện nước của mình á, mình xài mình trả luôn ha. No chưa con? No. No chưa? Con no bụng chưa? No rồi ha. Còn nhớ ba nhiều không? Nhiều hả? Nhớ anh hai nhiều không? Không nhớ. Sao không nhớ anh hai? Anh hai hương anh con hai mà. Anh hai đâu có làm gì với con đâu. Anh hai làm gì? Hả? Nói đi. Anh hai làm gì con nói thôi. Nói đi con. Hả? Anh hai làm gì mà con không thương anh hai? Anh hai đâu có làm gì con đâu. Chọc ghẹo ba hay gì? Hả? Nói đi con. Hay anh hai chọc ghẹo con có không thương? Con nói thôi. Con nói mẹ nghe đi. Nó khóc còn hơn. Hỏi đừng hỏi tội nghiệp đúng không? Nó cũng suy nghĩ nó biết rồi đó, nhưng không biết đâu. Không biết đâu. Tuổi. Tuổi mất ba rồi không thường, có hai. Nó ví dụ như cha nó mặc quần sọt ngang đây nè, ngày nào anh đi đâu á anh mặc cái quần dài vô là vậy nó biết. Nó hỏi cha đi đâu mà cha mặc đồ đó. Ờ. Nó để ý. Thương chị ba dữ vậy. Con gái nó mến ba dữ lắm. Mấy cái tuổi này nó thương ba dữ lắm. Tại vì cha chiều còn mẹ thì nói chung mẹ không có chiều. Ừ. Chung nói chung ai chiều nó thương người đó nhiều đúng quá. Rồi cha nó chiều nó. Em thì em không có chiều. Em thương nhưng mà em không có chiều. Ví dụ cái nào mua em thấy được thì em cho mua, còn không được em không có cho mua. Còn cha nó cứ hay nó thích là cha nó thì nó thích là mua. Cha nó cưng rồi, bây giờ là mới mốt là hết mua ai mua cho con rồi đó. Chỉ còn mẹ kêu ai mua hả? Mốt còn kêu ai mua đồ nè, kêu ai mua, con thích cái món đó con kêu ai, kêu hả? Ai con, con nói đi. Con có kêu mẹ không? Chắc không dám kêu mẹ không? Biết là em không có mua. Tại vì nó đòi mua này kia là em ít có mua lắm. Kêu ai con? Mới hôm qua hôm gì với nó nói mẹ mai mẹ đi chợ mẹ. Ô mai mẹ lại tập quá chị Dung á. Mẹ mua con bịch bánh nghe. Thứ bắt đầu mua. Nó xin trước nó sợ không cho nó xin trước. Dạ. Con có hẹn ăn gì không? Ăn bánh không? Hả? Giờ con thèm ăn gì? Bây giờ nó buồn rồi, không ăn gì hết. Buồn, nó biết rồi đó. Biết, con nhỏ này nó lanh, nó biết mà. Nó biết rồi. Anh mà nấu cái mì cho nó ăn ha. Chỉ cần mặn miếng nó lắng chơi liền, nó nói liền. Nó cảm nhận, nó biết nó được. Nó biết. 8 tuổi rồi, nó hiểu rồi. Nó hiểu rồi. Tại vì nó buồn, nó không nấu thôi, chứ nó biết hết. Buồn, nó buồn, nó không nấu. Rồi, ừ. Con gắng cố gắng lên đi con ơi, nói chung nó đã xảy ra, nó đã lỡ rồi. Thôi đi về đắng con ơi, đi về chứ ba đắng kìa. Đi, ha. Đi. Đó, thì bữa nay thì Linh tới đây thì cũng chia sẻ gia đình của anh Dũng nha mọi người. Đó thì cái chỗ mắt của ảnh nè. Đó thì vợ của ảnh cũng có đọc số điện thoại lên cho mọi người biết, để có ai hương thì cứ điện giúp đỡ trực tiếp ha. Rồi hai mẹ con cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em cảm ơn mấy anh YouTube, cảm ơn khán giả. Rồi. Rồi em